Mày lấy nhang chích cái đít nó tay bưng mâm chạy. Chích ai? Chích thằng dịch cô hổng đây, chích tao. Mày ra đây đưa con. Con đốt chút ăn nè. Ôi trời, giỏi quá, giỏi quá, giỏi quá mày. Trời ơi. Giỏi quá. Ngày nào cũng cơm xúc xích đó. Gặp thử. Thì anh nói buồn ngày trước. Làm sao cho hết buồn đi. Tháng 7 giờ công việc nè. Cũng giống mày. Tôi đánh mày tôi ăn tiếp cũng được hả? Ôi, bao cho ảnh ăn luôn ghê thì chứ. Bắt gặp luôn, bao cho ảnh ăn luôn, bao chai ăn luôn mọi người ơi. Anh cho uống anh. Ba biên chào ngon. Đó, từ từ. Lấy cái ly trà đá bên. Để ba ăn rồi ba đứt luôn rồi má. Bảo má đứt ở đây. Còn tao bò gì chất bỏ vô ăn luôn. Không. Từ từ gì chất không ai giật. Quá ngon. Con tầm ăn với chất. À. À. Chăng mấy rồi. Trời ơi sao em thương vậy, phục vụ tận tâm quá vậy. Trời. Má con mà. Ăn bậy có bị giật cột cô hồn. Đâu cơm dính miệng xong. Tức tức chưa. Từ thôi. Sang cho tầm ăn bớt đi trời, ăn sao hết. Ngon ngon ghê hả. Hôm nay sao không có làm trứng anh? Bỏ đâu ăn đâu. Tặng bỏ thêm lạp xưởng đó cho bà ăn. Không phải lạp xưởng mà, không phải trứng. Không có trứng, khoái cái cây em à. Trời ơi. Đúng rồi, chứ khoái cái cây thì chứ ăn toàn cây không. Mê ăn cây của Việt Kiều. Trời ơi. Ông Trang Kiều. Đố mọi người chứ cái dĩa đó chất ăn hết đâu. Tháng 7 nè. Ông coi cục cô đem nhang theo giật cô hồn. Ờ giật cô hồn nữa. Giật cô hồn đang có tồi đâu, không đúng đâu. Ủa đâu rồi. Cô giả mặt mày à, đứng gặt hả, con bảy có đâm mày à. Ủa đâu rồi. Ủa đâu rồi. Có 100 đô mua ăn đi, đứng bay xin ăn hoài rồi. 100 đô đâu, 100 đô. 100 đô nãy đâu. Trời ơi, có 1 đô một mà. Thôi mà, 100 đô rồi ấy rồi à. 2 số 0 số 1. 2 số 0 số 1 là. Ê mới có mặt đầm mà nhớ gài áo vú giùm nha. Mặt ra máu không. Mai uống chai bia 100 đô á. 100 ngàn. Chịu. Nếu mà áo giáp rồi vô nha trời. Ăn gì cũng chắc cơm. Ê, cối tụi như mày. Biết ai nhập tao vậy, ối quá trời, đéo có đồ ăn nước không mà. Nước ăn mà sốc quá. Sốc. Ờ, sao kỳ quá. Nước tương này bả làm cái gì ngon quá. Đây có cơm sò bò nữa không, ăn bò chứ. Không. Trứng không ăn, bò không ăn. Ăn lạc xưởng. Bị nổi không. Tết có mình tao ăn cũng chịu bắt thảo à. Tao buôn hủ 100 nữa làm sẵn á. Về bán mệt về. Mở bắt thảo ra. Bỏ miếng đường. Miếng ớt. Nói đầu à, cầu chơi bắt thảo cắt nhỏ nhỏ như ổng nha. Ngày mai sáng mai đi chợ hồn hả? Đúng vậy. Mai sáng mai đi chợ hồn.
Con tưởng nó sống ơi đi mua hòm. Không, ngày mai á là tháng 7 rồi, mai là mùng 2 rồi. Đi cầm thêm nha. Đi về cồn hay sao? Anh nhớ dắt cái bả đi về cô hồn nữa nha anh. Đó, ảnh đòi dắt chất đi là giật cồn nè. Mày muốn giật lẹ mà lấy cái nhang chất cái cài nó chạy ra bưng nằm. Rồi cái xong nó lấy cái dao nó xả cái đứt cái tay. Đúng, tưởng chất mà đi giật cô hồn không biết làm sao trời. Chui chui lòn lòn ở dưới á. Cái tay nó vô bưng nằm. Có cái tay xuống có gì đâu. Biết con gì đến ta mà chập nghĩ sao chứ cái mai nó vô cũng không lòn dưới á. Má lụm tiền dưới. Dạ, mà cái quan trở gì mà con hồn. Má, mấy con kia hả, cho bắp vú nó vô đè ta luôn. Ai? Mày lấy nhang chích cái đít nó cài bưng mâm chạy. Chích ai? Chích thằng vịt cô hồn đây chích tao. Chích rồi nào? Vịt cô hồn nào chạy? Mời giật. Thôi chất nó lum lạ cho vậy chứ. Mời giật cô hồn. Mời giật nè. Mày mới nhiêu mà giật? Mùng 6. Mai mới có mùng 2 à. Mùng 2 mà gì chứ. Chưa có giật được. 16, 15, 16 tao mới giật cô hồn. Đâu ra mùng 2 đi giật chạy. Mày mua heo quay cho chất ăn ha. Ha. Để mua heo quay cúng xong rồi đưa chất ăn. Rồi xong rồi cho chị chất nhậu luôn. Mày có chồng à? Vậy sao mày có chồng rồi hả? Mày có chồng nhậu rồi. Thì đúng rồi, muốn con hay quay là bắt như anh điện rồi. Anh điện thoại cho con rồi sớm rồi anh nói mai anh bận rồi nó ra rồi. Mạnh đâu bây giờ ổng đưa tiền số điện thoại ổng có đưa điện thoại của anh đó không? Con có nè. Ổng có đưa ai rồi má? Nhưng mà con có số điện thoại của ảnh nè, để con gọi cho ảnh nói chuyện với chức nha. Nói không? Bỏ anh cho ông số điện thoại nè. Trời ơi Bin, mày làm cái gì thiếu nợ nữa Bin? Rồi đã ngắn rồi. Trời ơi, bỏ bữa hả trời, nãy xin không cho ăn. Nãy ta xin thì không cho. Thôi gói đem về đi, tối ăn tiếp đi. Con ốc này làm đâu? Ốc thì ai biết, ốc mày văn nè. Rồi chất ngồi cái ghế cái bàn thôi, gỡ ngốc người ta đi chất. Má mà gỡ mà. Chửi hoài luôn trời. Để rồi, để con đút đi chết ăn. Ngồi. Đút đi. Con bạn. Đút đi. Ăn cho hết đi, bỏ ăn hết. Bỏ có tội lắm. Trời, chứ để bỏ ăn. Mà, để ăn không? Chơi miếng ăn giấy đi em đi nè. Ăn không có bỏ có tội á. Mở ép lên, trình bụng. Không lấy hộp nha, lấy hộp bà bỏ hộp đi, bỏ là có tội á, thiệt. Hả mày ra chết, hả mày ra. Đi chứ, anh bán kỳ vậy. Ăn đi bỏ mứa hoài chạy. Nè. Ôm mà chết hả, ôm. Mày ra rồi, đưa con. Con đốt chút ăn nè. Trời ơi, giỏi quá mày. Giỏi quá mày. Trời ơi. Trời ơi, giỏi quá mà ăn. Giỏi quá. Bé ngoan hả, bé này ngoan hả. Sao chức giỏi quá vậy chứ. Làm miệng con miệng. Thì miệng nó khóc nhỏ. Làm đi rồi. Xe rồi Tâm. Đi lẹ. Trời ơi, ăn coi dính rồi. Quá trời quá. Cút nước miếng đi qua cho xuống hay nó hơi bị nghẹn à. Đây đúc. Ăn được. Ăn không được hả? Vô ăn cơm không ha? Nha. Thôi, nhịn rồi. Rồi ăn đi. Rồi, thả miệng ra trước đây. Thả miệng ra. Tao nói rồi. Ủa già hết á. Để bỏ uổng. Thả miệng ra. Bỏ có tội gì chứ? Bỏ tội thiệt á. Bỏ tội thiệt mà. Ba người hả? Ờ ơi nha mày, mấy bay kỳ vậy. Ăn bỏ bữa quậy chạy, mốt nữa không có ăn á. Ừ. Dạ. Ăn ngủ nữa đi, nghỉ nè. Ngủ nữa đây. Một muỗng nữa thôi rồi nghỉ. Không thôi đứng ngay hoài luôn á, một muỗng nữa đây. Nè. Đi, đi đâm lù chưa? Một muỗng nữa đây. Nè. Tao nói rồi. Miệng quá trời. Thiếu nội hả? Trời ơi trời. Ai da. Cay quá, chồng bà làm cay quá.
chốt này để ăn đút vô thêm miếng nữa chỗ mày. Đi có thằng thứ hai ra. Ủa ăn bỏ miếng ổn trời. Cố gắng ăn đi xíu đi. Ăn nổi ăn đút ra. Quay vô chén ớt á. Không. Ổn phải không? À, bà hỏi sao cay quay vô chén ớt. Có nghĩa là nhu cầu là ăn cay vậy hả? Nhu cầu là đầy chén ớt. Bà nặng quá. Muốn ra chưa? Hỏi sao cay. Muốn ra. Rồi chú Quang nhìn hai ta phải cái đút cho. Nhiêu tiền về bệnh bán cái này mệt mỏi luôn. Đi rồi vậy. Không. Đi chưa? Dạ con cái. Nó mất nghẹn. Mất nghẹn cậu già hết cơm luôn. Cứ chừng nhiêu đó à. Ăn ngủ đi bỏ mua muối tội chết kìa. Ăn đi thêm miếng cà nữa chết. Dạ mày đưa cho bà 35.000. Đó, khỏi 65 để bà nói mình bán mày. 65.000 nha. Chai chai dừa nữa. 20 nữa đưa đây. Đi 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 ra lỡ mặt hoài vậy anh chó ổ giờ hết bây giờ lỡ miệng mà mất mớ vậy không ai làm gì chết thì bạn vợ mày vậy? Kêu mày à anh Việt kêu sữa không đó đẹp trai ghê không anh Việt kêu anh này đẹp trai nè con ngựa con ra chứ cộng á mua đi năn nỉ nó Việt Kiều hôm nay nè mùng 1 có cả cá nè số nè giờ số gì đẹp chứ con ngựa với con cá nào mấy 70 con ngựa là 92 hả tao lấy 3 tờ 92 3 tờ nha tao giúp tại đây vậy ừ thưởng 1 xì 6 7 hả thưởng đó 5 tờ đó là đủ rồi 3 tờ, không, 3 người, 3 tờ 33.000 ở đây có lẻ 3.000 nữa ừ hey. Ừ, về vô mỏ kìa trời ơi tờ chỉnh đi hey tờ. Biết chụp bấm mà, mỏi miệng quá vô mỏ kìa, em chụp mấy em mấy cái gì ấy rồi. Trời ơi là trời. Hai bà làm sao vậy? Số không? Số bà Việt Kiều. Mua số giùm này, chụp không? Chụp hình không? Chụp tới gì chứ hả? Chụp đi. Bà đẹp số không? Chúc anh gì chứ. Rồi, cảm ơn.